xin chào tất cả các bạn. Trong video này thì mình sẽ GA cho các bạn một phần quà cực kỳ đặc biệt. Đây chính là một chiếc áo Refun Gaming có chữ ký của cả 5 thành viên của Refun Gaming và có anh Độ đang đứng ở đây. Đây là một trong những chiếc áo mà có lẽ là rất là nhiều kỷ niệm với các bạn nếu như các bạn yêu thích Refun Gaming, có đầy đủ chữ ký của cả 5 thành viên luôn. Và xin chúc các bạn sẽ là người may mắn để giành sở hữu chiếc áo này nhé. Chúc các bạn là người may mắn. Và cuối cùng thì cảm ơn tất cả những bạn trẻ yêu công nghệ đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Và chúng tôi chúc cho tất cả các bạn sẽ có một ngày Chủ nhật, một cái ngày cuối tuần thật là vui vẻ cùng với nhau, cùng với Intel và đối tác của mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Vừa rồi team vừa giành một trận top 1 và mình đoán là khả năng những trận sau của Refun Gaming cũng sẽ là những trận top 1. Anh sẽ nêu cảm nhận của anh như thế nào sau khi được một trận giành top 1 và dùng máy của HNC? Mình thấy cảm xúc của bọn mình đang rất là vui và do việc bổ sung thêm một thành viên mới đó là Jumbo cho nên là anh em có tinh thần rất là cao và tự tin. Ngoài ra thì mình thấy là máy của Hà Nội Computer rất là tốt. Chỉ là nháp thôi, game là dễ mấy nay à. Nói rồi, nháp thôi. Cuối cùng là giết được nhiều, cuối cùng vẫn là do hên mà thôi.